tiếng 38 phút. Đi chạy bộ cũng có delay nữa mà. Cái này không phải trơn mà là nó lún. Tiếp tục lội trình một ngày nữa rồi. Cự ly 21 vừa được thông báo là sẽ delay 15 phút. Cái này không phải trơn mà là nó lún. Trăm trăm năm phải cho nó hà rồi. Đây là cao quá. Một tiếng 16 phút 11 km. Hơi nữa được.
tổng thời gian là 1 tiếng 53 phút. hai km rưỡi nữa, hơn 2,5 km nữa tới. Giờ là 8 giờ, để được 2 tiếng 15 phút. Giờ lại đoạn đường vừa sáng ở đây 9,8 km, 2 tiếng 29 phút. Hẹn gặp lại đi tiếp theo.